Ninh Dương Lan Ngọc được một fan hâm mộ đại gia mua tặng đất ở Scotland. Ninh Dương Lan Ngọc hạnh phúc không nói thành lời khi được một fan hâm mộ mua tặng đất ở Scotland nhân dịp sinh nhật. Ngày 4 tháng 4 vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc đã tưng bừng tổ chức bữa tiệc chào đón sinh nhật với sự tham gia của đông đảo bạn bè thân thiết. Nhiều sao Việt cũng gửi tặng nữ diễn viên những món quà rất ý nghĩa. Đáng chú ý, năm nay có lẽ là một năm sinh nhật đặc biệt nhất của Ninh Dương Lan Ngọc khi cô được một fan hâm mộ mua tặng một mảnh đất luôn niệm tại Scotland. Được biết, Mảnh đất này thuộc hai Len một tổ chức tài trợ cho các khu rừng, khu bảo tồn thiên nhiên ở Scotland. Đây là món quà cá nhân của phan hâm mộ này dành tặng cho Ninh Dương Lan Ngọc Nhân dịp sinh nhật. Đi kèm mảnh đất này là chứng nhận danh hiệu Lady of Ten Len từ hai Len mà phan hâm mộ muốn dành cho nàng ngọc nữ. Khán giả này nhắn nhủ đến Lan Ngọc, khi sở hữu mảnh đất này, Ngọc đã chính thức trở thành một công nương ở Scotland, công nương Ninh Dương Lan Ngọc. Mình nghĩ danh hiệu này thật sự xứng đáng với con người và khí chất của Ngọc. Đây là món quà của chính cá nhân mình dành tặng cho Ngọc. Cũng là lời chúc phúc cho Ngọc càng ngày càng thành công trong sự nghiệp, cũng như đi tìm được điều mà Ngọc theo đuổi thật. Tấm gương cùng sự nỗ lực của Ngọc sẽ tiếp thêm sức mạnh để ươm lên những mầm non xanh tươi và mãi mãi trường tồn cùng thời gian. Được nhận món quà đặc biệt từ fan, Linh Dương Lan Ngọc bày tỏ cảm xúc của mình. Đây là điều khi mở quà các bạn nói với Ngọc và Ngọc vẫn còn mơ hồ, thật sự quá biết ơn vì những tình cảm Ngọc nhận được đến ngày hôm nay. Cảm ơn vì luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng Ngọc. Dưới bài đăng nhiều khán giả để lại lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự chiều chi của Phan Linh Dương Lan Ngọc. Nhiều khán giả cũng băn khoăn đặt câu hỏi liệu Lan Ngọc có thể xây nhà trên đất của Phan Tặng hay không. Phóng viên dân Việt đã liên hệ với Linh Dương Lan Ngọc, quản lý của nữ diễn viên cho biết thông tin này do các fan của nữ diễn viên đăng tải. Đây là tình cảm của các fan đối với Lan Ngọc. Hiện tại, nữ diễn viên không muốn chia sẻ thêm về câu chuyện này. Trước đó, nhiều nghệ sĩ quốc tế Đặc biệt là những người nhận giải tại Oscar 2022 cũng từng được tặng những mảnh đất tương tự. B. John, Benedict Cumberbatch và Billy Eilish là những cái tên nổi bật có thể được nhắc đến. Người được tặng đất không thể đăng ký lưu đất của mình vì diện tích đó quá nhỏ. Cụ thể, nó được định nghĩa là một khu đất lưu niệm. Những mảnh đất lưu niệm đã được bán ở Scotland trong hơn 30 năm. Theo đó, những lô đất mang ý nghĩa đất lưu niệm và không được công nhận quyền sử dụng đất, có nghĩa là mua lô đất này nhằm mục đích từ thiện củng cố việc bảo tồn rừng quốc gia thiên nhiên ở Scotland. Vậy nên những lô đất như thế này không xây được nhà vì mỗi lô vẫn vẹn cửa 1 đến 10 mét vuông. Theo thông tin từ trang web Highland tờ, có hơn 300.000 lãnh chú và công nương được họ công nhận. Những danh hiệu này không phải là danh hiệu cao quý và người sở hữu cũng không thể ngồi trong các cung điện hoàng gia Anh. Kích thước của mảnh đất trong khu Ninh Dương Lan Ngọc được phan mua tặng không được tiết lộ. Tuy nhiên, thông thường khu Highland tờ sẽ cho phép khách hàng mua trong khoảng 0,09 đến 9 mét vuông với mức giá cao nhất có thể lên tới 197 đô la, 4,5 triệu đồng. Theo Highland Theater, đây là một hành động đầy ý nghĩa nhằm mục đích bảo tồn thiên nhiên. Các diễn viên có quyền đến thăm mảnh đất của mình bất cứ khi nào hoặc để lại cho thế hệ tương lai, trang web của công ty ghi rõ. Tổ chức này sử dụng số tiền từ việc bán các mảnh đất để trồng thêm nhiều cây xanh, tăng thêm diện tích sinh sống cho các động vật hoang dã sinh sống trong khu bảo tồn, đồng thời gìn giữ tài nguyên đất và bảo vệ hành tinh xanh. Ninh Dương Lan Ngọc được biết đến là một trong những nữ diễn viên tài năng có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất so với Việt. Dù sự nghiệp đang trên đỉnh cao, nhưng mới đây Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô đang lên kế hoạch sang Úc du học khiến nhiều người bất ngờ. Thậm chí còn có tin đồn cô nàng sang Úc để sinh con khiến cô lên tiếng đến chính, tôi đi học ngắn hạn thôi, không lâu đâu, mỗi nơi học một ít. Không phải tôi từ bỏ sự nghiệp đâu, chỉ là dừng lại không chạy sâu lắc nhắc để tập trung hơn, chứ tôi không có trúng đi để mọi người đừng đồn tội nghiệp có chồng là có con liền mọi người đừng lo bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo